Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một cặp bò. Đây, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một con bò kem Pháp và một con bò Bolesin. Hai con này thì nói chung là khoảng tầm mười mấy tháng hết hả anh chị? Con này khoảng tầm 11 tháng, còn con này khoảng 14 tháng anh chị. Kem Pháp. Bò thì nói chung là xương sóc rất là to nha, xương rất là to. Đây, chị xem. Chân móng xương sóc rất là to nha. Kem Pháp. Con này thì đang báo giá cho anh chị giá là 18 triệu nè. Kem Pháp ha. Tơ khoảng tầm 14 15 tháng bò 18 triệu. Nói chung là tiền thịt nó cũng muốn đủ rồi ha anh chị. Bò này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m31 32. Còn con bò Bolesin này thì nói chung là rúng cũng đầy đủ ha. Rúng dây, rúng chiền. Chân móng thì cũng móng sò. Con này thì cái giá cũng khá là mềm cho anh chị mua về để làm một cái sinh sản bình thường ha, sái tích nghiêm chỉnh. À, khoảng 11 tháng bò. Con này đang chốt giá cho anh chị với cái giá là 12 triệu. 12 triệu anh chị. Chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m20 25 26 ha. Bộ cái tơ 12 triệu thôi. Đang báo cho anh chị với cái giá bằng giá B giá thịt. Đây, 12 triệu thôi anh chị. Là chúng ta có được con bò cái Bolesin này ha. Rúng nghiếm đầy đủ, chân móng thì hoàn thiện. Đây. Qua thì bự nha. Qua bự. Còn con này thì 18 triệu nha anh chị. Cặp này chốt anh chị giá là 30 triệu. 30 triệu. Thì anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ em. Chốt giá cho anh chị 30 triệu hai con bò này. Thì bà con cô bác như quý anh chị em gần xa ai có nhu cầu mua cặp bò này thì có thể liên hệ giùm em. Bò này xương sáu là to nha. Nè, xương to nha. Móng thì móng sò, anh chị thấy không? Dàn khung xương khá là to. Kem Pháp nha anh chị. Lớn bò. À, con này 18 triệu nha. Chân móng xương sóc to, qua bự. Đây, nói về kem Pháp này thì nó cũng muốn đủ thịt rồi anh chị. Nè, chốt cho anh chị với cái giá là 18 triệu nha. Đây, qua chân móng xương sóc rất là to. Còn này 12 triệu, 12 triệu cái Bolesin màu long da nè anh chị thấy không? Chân móng đi đứng hoàn thiện, khi mà giao đến thì sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Mà bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh, là đi đứng hoàn thiện, sái tích nghiêm chỉnh anh chị nha. À, màu lông da thì anh chị biết là tình trạng ăn uống thì đang ăn rơm rất là miệt mài, đang ăn rơm rất là miệt mài luôn. Bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ giùm em. Cặp này chốt giá 30 triệu nha. Bò thì con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m25 26 rồi. Con này tại phía sau khu là 1m25 nha anh chị. Bò cái Bolesin 12 triệu thôi. Giá cũng khá là mềm. Đây, bò này không phải là bò cóc, bò cỏ gì nha anh chị nha. Bò tơ. Chiều cao tại phía sau khu 1m25. Bò này mới tầm 11 tháng bò thôi. Anh chị mua về nuôi còn lớn nữa ha. Còn con kem Pháp này thì nói chung là dàn khung xương khá là lớn nha. Khung xương lớn, đầu trụi. Ý không, đầu có mài sừng. Con này thì chiều cao tại phía sau khu từ 1m31 nha anh chị. Con này phía sau khu là 1m31. Bò cũng khá là bự con. Anh chị xem xương sóc lớn nha. Đó, chốt giá cho anh chị con này 18 triệu. Bò này anh chị nuôi tầm khoảng từ tháng 2 tháng nữa bắt đầu mình phối tinh được ha. Bò cái tơ nha anh chị. Lưng vai lật rúng yếm thì nói chung là đầy đủ bài bản, chân móng đi đứng thì hoàn thiện. À, con này thì đang chốt cho anh chị giá 18 triệu cái tơ. Khoảng tầm 14 15 tháng bò. Còn con này thì khoảng 11 tháng ha. Con này chốt giá anh chị 12 triệu. Chiều cao 1m25. Tại phía sau khu tình trạng ăn uống thì anh chị thấy nè, ăn uống rất dễ chịu luôn. Ăn thì ăn rơm khô, ăn cỏ, uống cám ha. Bò thì không ốm nha anh chị.
Bò thì cũng ok. Ở đây thì hoa bự xương chậu rộng, rất là thích hợp để cho anh chị mua về nuôi làm bò nền, làm bò cái sinh sản ha. Rồi thì em cũng xin kết thúc video đây, và hẹn gặp lại bà con cô bác cũng như là quý anh chị nào có nhu cầu muốn chốt hàng bò này thì có thể liên hệ giùm em. Giờ em xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.